Thì mình thấy có một chiếc ghe cầu hến bên đây, mở dây tách ra chạy đi đâu hay gì đây, đi cầu hến hay là đi đâu không biết nữa, em mình xem coi chạy đi đâu ha. Đậu một chùm 5 chiếc mà đi 1 chiếc rồi, còn 4 chiếc cầu hến. Treo mấy cái đục lên là toàn lưới mới không nè các bạn. Đây chiếc này lưới mới đây, cầu mới không luôn. Đằng kia thì có chiếc ghe lưới ghẹ mới căng đồ xong, bên cầu đá đang chạy vô cống Bình An. Lưới ghẹ này chắc đi mà đi mình lên quá, hai người đi, hai người các bạn. Đang sở lưới. Thì đang lên cầu, vừa chạy vừa lái vừa lựa. Cầu sò các bạn, nãy chạy gần gần đây thấy cái lòng thưa lắm. Lên kia kia xong rồi bắt đầu lên cây thứ hai tảo lại. Đảo lại đằng này á, thì đậu ngang mình thì có hai chiếc giỏ, hai chiếc giỏ này của anh Lý, thì đang kéo lên đưa cái gì đây, đưa đồ ăn, có người ăn sao cầm cái bọc nè. Gần trước thì gì đây, mua đồ ăn các bạn, đưa cho chiếc lớn đưa cho chiếc nhỏ. Gió khủng các bạn, gió làm sao đây, gió ngang 4 mét trước thì ngang 3 mét. Đây cái vỏ này bây giờ chạy sát bên mình này thấy rõ hơn, quay cho các bạn xem lên cầu nha các bạn. Lên cầu cái nặng máy cái vỏ nó sựng lại luôn. Cầu sò. Sáng mình thấy ra sớm lắm, cào tới chiều luôn mới vô. Rồi đảo ra cái nghiêng dữ lắm luôn. Chỗ composite nó nhẹ. Bắt đầu lên cào, khi lên cào bắt đầu móc ngược trở lại.
dọn sình cho sạch nha. Mà đây cái lồng này nó khoảng là 1m2 á, lồng nó khoảng 1m2 à, xách một tay luôn, chạy găng mà y nóc găng ngay luôn. Thì cái mình lên nè, có hai ngắn hai bên chạy hai miệng. Thì lên thấy lụm vài con cái là xong rồi. Mình chắc đặt máy nhỏ chạy mới có lời, chứ gặp máy mà lớn chạy hao dầu là chắc không có lời các bạn. Thấy lụm chút xíu là đùa xuống hết trơn rồi. Sò lông, sò huyết gì đây, chào sò lông, sò huyết. Có chiếc ghe cào lụa đang chạy vô, rất này chiều rồi, đang trên đường chạy vô. Chứ này lúc trước cũng có cào ủi cái cơm, cào cánh á, có cái chữ A đằng trước đi. Cái này chiều rồi chạy vô cặn đồ các bạn, khuya mới ra nữa. Chị lồng dẹp các bạn, sao lụa chắc ở đâu mà sao mà không thấy, không thấy bao bị gì chứ vẫn biết. Anh này nãy giờ chạy đây trúng cục, bây giờ quậy quậy đây hoài luôn các bạn. Chở composite mũi rất là cao luôn. Gắn máy 3 máy 4 rồi gì đây. Nhỏ, chỗ này nhỏ. Máy 3 các bạn. Chạy máy 3 còn kỹ luôn, đang rửa. Đây đang giật cho nó sạch ra. Rồi quấn dính gác luôn rồi. Dính vào cái bao bọc đồ tàu dừa tập lum hết trơn luôn. Mình dính rồi là nó bám vô găng rồi là nó nổi cái miệng lên, nó không có bám xuống dưới được, nó không có vô đồ ấy bạn. Cái này chiều rồi đi, sáng không thấy ra sớm, cái này chiều chưa vô nữa. Xa xa đằng kia có chiếc kia cầu lụa quá các bạn, đang chạy vô. Có dép chiếc này cũng lúc trước cũng có ủi rộng, ủi vô dài đâu tùm lum hết trơn các bạn. Cào cánh này ngắn dài ngắn vắn gì tùm lum hết trơn luôn. Giờ đi cầu lụa. Ghe này cũng bự nha các bạn. Đây ông anh này nãy giờ chúng ngay bãi này, về đây thấy nãy giờ quay chỗ này hoài luôn các bạn, từ hồi sáng tới bây giờ luôn. Mấy định vị đồ kia nha.
này thì vô con gì đó ở đây trong hông dàm, gần hông dàm mới rất là gác nhiều luôn, gác trong dàm nó chảy ra nó quằn quằn chỗ này nè, nó chìm xuống rồi cào dính vô, thì phải lên cào trước đây nha. Mình cũng chuẩn bị đi luôn.